Chào mừng các bạn đã đến với tôi review kênh YouTuber Roblox của bạn, nơi mà tôi sẽ nói sao để bố phê một người nào đó trong một video để fan của họ trai đỏ dí. Và YouTuber hôm nay không ai khác đó chính là chị đỏ dái. À nhầm, tôi nói lại nhá, là chị đỏ dái đi. Là một YouTuber thập cẩm nhưng mà hiện tại thì đang làm về blog Root. Thứ duy nhất tôi thấy ấn tượng ở đây chính là anh ta là một người miền Nam kỳ chó, nhưng lại là một người lai Bắc, với việc là quê của anh ta là ở ăn rau má phá đường tàu tiểu vương quốc. Content chủ yếu là PvP và cách làm video cùng với cái thumbnail thì có vẻ khá là giống một YouTuber nước ngoài. Tôi sẽ không nói YouTuber nước ngoài đấy tên là chi vn đâu, đấy là mấy video trước thôi. Còn video gần đây thì thumbnail độ ngầu lên gấp 10 lần, khiến cho tôi vừa mới nhìn vào thumbnail là đã muốn làm một bãi rồi. Đợi tôi chút nha, tôi đi vào nhà vệ sinh phát. Nội dung video thì rất là hay, khi mà 80% người xem của anh ta, tôi chắc chắn là đều xem hết cái intro. Nick Gablet với cả Evil Way trá quỷ vĩnh viễn Free Fire. Nhưng mà trong số những cái video của anh ấy thì tôi đánh giá đây chắc chắn là video hay nhất được trên kênh này. Chắc chắn là không phải vì có tôi đấy rồi tôi mới đánh giá nó hay đâu nha. Tổng quan lại thì theo tôi đánh giá thì tôi sẽ cho điểm là Nam kỳ chó trên phản động nha.